Xin chào cả nhà. Đến hẹn lại lên, hôm nay là nhớ bắp Vĩnh quá rồi, cho nên là làm những món ăn dân dã từ nhà hàng Cùi Bắp Thiền Tâm để thu hút bác Vĩnh mau mau trở về. À, bác sĩ Vĩnh ơi, ở bên Ý thế nào rồi? Comment lên để cho mọi người đều biết nha. Còn bây giờ Quý sẽ cùng với chị Hà đi hái rau. Ngày hôm nay những món ăn của chúng ta có những cái gì thì trước nhất thì sẽ là điều bí mật. Còn bây giờ mình hái rau trước ha. Đây là rau gì? Rau ngổ hả? Ồ, rau ngổ. Chị Hà sẽ giúp Quý hái rau về cho nhà hàng Cùi Bắp Thiền Tâm làm món. Bây giờ là đang hái rau ngổ. Ủa, có món lẩu không? Hái rau ngổ là hay món canh củ nha. Mọi người đón xem rau ngổ thì có thể làm những món gì nè. Chào Thị Ái nha, chào Hiền Lê, chào Hà Thị Thanh Trúc, chào Phong Đào. Đấy, đi tiếp hả? Nhiêu đây thôi hả? Mình hái đủ thứ rau mà. Đúng rồi, mình hái đủ rau luôn. Làm thành rau luộc tập tàng hả? Rau luộc tập cẩm. Đây là đường đi vòng xung quanh của Thiền Tâm. Đây, mọi người có thể thấy cây hoa phong lan của chúng ta. Bây giờ là bên đây là bác Vĩnh ơi, bên đây là 5:30 rồi. Quý với chị Hà đang hái rau đó Hiền Lê ơi. Bây giờ 5:30 rồi, đèn đã bật lên rồi này. Chào chị Hiền nha, chị Hiền đang làm gì đó? Đây là khách sạn của chúng ta, đặc biệt danh là nhà tháp. Chào anh Quang, chào anh Ngọc nha. Đây là con gì nè? Ồ. Con gà gì? Gà lôi hả? Gà lôi. Đây anh gà lôi. Ồ, đây vườn rau của chúng ta đây. Đang xem lại chưa? Dạ. Ui, đi vô. Vô vườn rau. Đây là rau gì? Rau lan. Ồ. Mấy nay trời nắng quá, rau lan nó lên không được lá to cho lắm. Nhưng mà nhiêu đây là đủ. Nhiêu đây là đủ ăn được rồi. Chị Hà không muốn quay chị Hà đâu. Quay lén thôi. Hôm nay nhà hàng Cùi Bắp ở Thiền Tâm sẽ làm những món ăn cực kỳ dân dã mà cực kỳ bắt mắt để thu hút bác sĩ Vĩnh mau mau quay trở về. Hiện giờ bác sĩ Vĩnh và mọi người đang ở bên nước Ý, từ Pháp sang Thụy Sĩ, bây giờ qua bên Ý rồi. Chào Trang Nguyên nha, chào Đặng Trung. Đây là gì? Ồ, bồ ngót Nhật. Các bạn có còn nhớ món bồ ngót Nhật không ạ? Đợt trước bác sĩ Vĩnh đã ăn canh bồ ngót Nhật nấu với tôm, cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách ăn như thế nào để có được một vóc dáng khỏe mạnh. Thì hôm nay thì những món ăn để thu hút bác sĩ Vĩnh quay trở về là những món gì thì mọi người hãy cùng đón xem nhé. Tí nữa chúng ta sẽ gặp bác sĩ Vĩnh ở bên nước Ý là như thế nào. Wow, nó có cắn không cụ? Nó có mổ còn không? Ôi giời ơi. Đây là những anh gà lôi. Và đây là anh Chico hả? Con này không biết hả? Nó có mổ con không đó. Vào Thiền Tâm các bạn sẽ gặp những sinh vật hòa cùng với thiên nhiên như thế này. Đấy, thả rong đi như thế này. Cảm giác giống như là ở miền quê nhưng mà theo một dạng cao cấp hơn. Đó, đây là khu nhà ngồi thiền của chúng ta. Chào Trần Hữu Tăng nha. Bên nào mở nhạc vậy nhờ? Đây là đường chúng ta đi hái rau. Đây rau gì nhỉ? Rau muống. Nó chưa lên được nhiều cho lắm. Chào Hà An. Đấy, nó mới nhiều đấy.
Mồng tơi với rau dền hả? Mình đi dạo khung quanh một vòng cho cảnh đêm nữa. Đây là giếng nước. À, vào Thiền Tâm các bạn sẽ thấy những cái chum này. Cái chum này nhiều người không biết nó dùng để làm gì, nhưng mà để cho sạch và không để quá lộ liễu, cho nên cái chum này được gọi là chum đựng rác. Những cây gỗ và đây là cái giếng. Đây khu nhà thác của chúng ta đây. Nếu bạn nào muốn đặt lịch tại khu nghỉ dưỡng, đặt phòng khách sạn thì những cái khách sạn này sẽ dành cho các bạn khi bạn gọi đến số hotline của Thiền Tâm. Các bạn có thể đặt phòng riêng lẻ, phòng tập thể hoặc là phòng couple như thế nào đó thì có thể gọi đến số hotline và nêu yêu cầu của mình ha. Cái hồ sen hết sen rồi. Thấy rau gì vậy chị? Rau muống nữa hả? Ồ, rau muống mọc dại. Chào Hạnh Phúc Ảo, chào Hà An, chào Minh Ngọc nha. Mọi người xem nhớ like và share livestream này nha, để có thể mua được những bó rau xanh tươi tốt và những thực phẩm sạch của Thiền Tâm như là nấm nè, nấm linh chi nè, măng nè, với giá cực kỳ ưu đãi nha. Quay đường đi. À, anh Quang ơi, anh Ngọc ơi, thông báo với tất cả mọi người cùng xem livestream và like chia sẻ livestream nha. Hướng này là lên đâu hả cô hả? Có rau không? Phòng 8 căn chứ mới dám nữa. Nhà đây phòng ai? Bà ngoại hả? 8 căn ở phòng ngoại. À đây là nhà phòng của bà ngoại. Bà 5. Với bà 8. Wow. Cái nhà chòi. Đây. Đây là khu ngoại hồ sen. Wow, đẹp quá. Hey. Nếu mà bạn muốn trải nghiệm cảm giác dân dã nhưng mà cũng không kém phần sang chảnh, tạo những cái bức hình selfie đẹp như mơ và khác xa với cái đời thực bên ngoài thì có thể tới đây. Các bạn cũng có thể lên ý tưởng mặc những bộ đồ cổ trang để ngồi tại đây chụp hình cho mình những bức ảnh lưu lại kỷ niệm. Rau gì ạ? Rau gì chị gái? Rau chai. Hả? Mình hái rau chai luộc ăn cho nó ngon. Rau chai hả? Ủa rau chai hay rau răm? Rau chai khác nữa. Da này nó sẽ tự mọc. Sao cái lá này nó nhỏ như rau răm nhỉ? À mình lật lá hả? Lá gì nhỉ? Rau chai. Đúng rồi, khác. Khác chưa? Khác, đúng rồi. Da này luộc ăn mát lắm. Chào Xuân Kiều, chào Trần Minh nha. Nhớ like và chia sẻ video dùm cho Thiền Tâm nha. Bây giờ mọi người đang hái rau luộc. Đây, đi thôi. Hòa. Chào Trần Huyền nha. Giờ mình hái mồng tơi với rau dền nữa. Vô chưa hay còn đi đâu nữa? Ô, bác sĩ Vĩnh đang trú mưa à? Bên Ý đang mưa hả anh? À, rau này, chỗ này còn không? Không, đi lên đó đi thôi. Lên trên này hả? Đó, ngay chỗ đang vườn mồng tơi. À, đừng quá vội nha anh ơi, khi nào xong á khoảng 6 giờ rưỡi đó
À, xong xuôi rồi bên em sẽ mời anh Vĩnh nha. À, đừng đừng đi trời mưa quá vội té. Ồ, hái bông tơi trên này hả? Ừ, nhiều bông tơi đó. Đi được không? Được, bình thường. Có sợ rắn không? Không. Đáng giờ này đi ngủ hết rồi. Đáng giờ này đi ngủ. Chào anh Tấn Quang nha. Em đi lên hái bông tơi đây. Đây. Yeah. Hồi nhỏ hay hái lá mồng tơi giả ra để chơi trò thổi bong bóng đúng không ta? Hồi với xà phòng thổi bong bóng. Đây đây là những cái rau mồng tơi mà bên Thiền Tâm đã trồng lên từng vàng như thế này, xây vàng như thế này. Rất là sạch, là tự nhiên luôn. Trồng mà chăm bón, không có bỏ thuốc sâu hay là phun thuốc tăng trưởng gì hết. Vì tất cả những rau này đều là cũng là người của Thiền Tâm ăn, ví dụ như bác Vĩnh chẳng hạn, và cũng từ đó đem bán cho bên ngoài. Cho nên bạn nào muốn mua rau sạch với chiết khấu giảm 20% thì hãy like và chia sẻ video này, cũng như là lưu lại cái cách ăn như thế nào để cho dinh dưỡng nhất. Thì các bạn có thể like và chia sẻ video này, và tí nữa chắc chắn là các bạn sẽ gặp được bác Vĩnh đang ở bên trời Âu. À, cùng để xem thử là những món ngày hôm nay mà nhà hàng Cùi Bắp Thiền Tâm làm đã giúp cho bác Vĩnh đỡ nhớ quê nhà hay không nhé. Chào anh Nguyễn Văn Chiếu nha. Chào anh Lê Thanh Sang. Chào anh Tấn Quang nha. Đây rau rau đây, rau lan phải không chị Hà ơi? Rau lan luôn nè. Rau của chúng ta là được quy hoạch và trồng rất là nhiều, phủ xanh cái ngọn, nhiều ngọn đồi và mảnh đất của chúng ta luôn. Cho nên vào Thiền Tâm các bạn sẽ có trải nghiệm được một cái cảm giác không khí thanh sạch và hoàn toàn tươi mát. Nhiều không chị? Rau mồng tơi, rau gì nữa? Rau dền. Rau dền. Bây giờ đi qua khu hái rau dền. Lúc nãy á, dền mình hái xong rồi đó. Ủa? Hái rau dền? Ủa rau dền đâu? Ủa hái rồi hả? Vậy là xong rồi hả? Bây giờ chúng ta sẽ quần về, đi một vòng để sang nhà hàng Cùi Bắp để cho nhà hàng Cùi Bắp nấu ăn nha. Đây chúng ta đi một vòng tham quan. Đây là khu nhà gì chị Hà nhỉ? Đây những khu nhà khách sạn như thế này. Ngoài nhà tháp còn có những cái khu nhà liền canh như thế này. Các bạn có thể đăng ký ở đây. Ngoài việc để cho bệnh nhân đăng ký nghỉ dưỡng. Wow. Hai lá chuối hả chị? Để làm gì? À đúng rồi, ở Thiền Tâm thì có một đặc điểm là đũa và muỗng sẽ được quấn bằng lá chuối. Rất là sạch và giúp bảo vệ môi trường, không sử dụng quá nhiều giấy như bên ngoài. Không, đi như với em. Đây, đây là khu gì? Khu spa. Khu spa của Thiền Tâm. Các bạn muốn massage mặt với bùn khoáng thì hãy vào khu spa nha. Còn đây là siêu thị. Siêu thị của Thiền Tâm. Ồ, chào bác sĩ Vĩnh nha. Đây, đây là siêu thị của Thiền Tâm. Chúng ta vào tham quan siêu thị một tí nha. Chị đi trước đi. Chúng ta vào tham quan siêu thị một tí nha. Coi thêm thử siêu thị có những món gì nè. Hello, chào chủ siêu thị nè. Chào anh Phong. Anh ơi, siêu thị của chúng ta có những món gì là đặc trưng nào? Anh có thể giới thiệu và cho mọi người biết giá được không? Chào em. Chào anh Văn. Đây là những cái món mà siêu thị mình làm, cũng là những đặc sản của Thiền Tâm. Ví dụ như là nấm linh chi đỏ. Nấm linh chi đỏ. Thiền Tâm tự trồng và tự chăm sóc thu hoạch. Wow. Nấm sạch. Dạ. Trên tay nấm là mình giữ lại toàn bộ những cái thành phần là gọi là bào tử nấm linh chi.
khi mà những cái bào tử này nó phát tán ra không khí, nó động trên tay nấm. Khi mình thu hoạch các tay nấm này, mình đều giữ lại các bào tử. Đó là một phần thành phần là nhiều chất dinh dưỡng nhất ở trong nấm linh chi. Dinh dưỡng thì tốt cái gì anh? Nấm linh chi là mình có thể uống để mà giải độc gan, phòng ngừa các bệnh về gan, cũng như là giúp cho da dẻ của mình nó hồng hào. Bởi vì nó giải độc gan rồi nên là giúp cho người mình là nó không còn độc tố nữa. À, cái chống ung thư không anh nha? Nó có những cái thành phần để mà chống lại các tế bào ung thư. Dạ. Rồi. Đây, cái bào tử này là những cái bào tử nó lơ lửng trong không khí, nó không động trên tay nấm. Nếu mà mình không thu hoạch lại thì nó cứ lơ lửng hoài và nó bay ra ngoài, nó phát tán ra ngoài, nó sẽ mọc ra những cái nấm mới. À. Là nấm linh chi rừng. Tuy nhiên, mình đang chăm sóc cái theo cái mô hình khép kín nên không bay ra ngoài được. À. Nó cứ lơ lửng hoài nên mình dùng công nghệ mình thu những cái bào tử lơ lửng lại. Wow. Để mình bán đây. Đây là 100 gram. 100 gram giá bao nhiêu ạ? 100 gram có giá 400 ngàn. 400 ngàn. Như vậy là mình bạn Huyền bảo là nấm sử dụng sao vậy anh? À, nấm bào tử, nấm linh chi. À. Mình có thể pha như là pha cà phê uống vậy đó. Pha cà phê, pha nước sôi cũng được. Một muỗng cà phê bỏ vô, xong rồi mình chế nước sôi vào ít thôi, như là mình pha cái cà phê bột mình hay uống vậy đó. Dạ. À, sau đó là mình để cho nó nguội bớt đi. Nguội bớt đi. À, mình uống một ngày, mình uống sáng trưa chiều tối đều được ạ? Đều được hết. Bởi vì đây là sản phẩm, thứ nhất là sản phẩm sạch và hoàn toàn từ thiên nhiên. Dạ. Nên nó không có hại gì hết. À, ngoài ra nó còn rất là tốt cho việc giải độc gan. Giúp cho mình là những cái giúp cho da dẻ của mình là nó không có bị nhanh lão hóa nữa, có nghĩa là chặn đứng cái quá trình, nó chặn cái quá trình lão hóa da lại. Dạ. Với lại là nó có những cái chất là chống các tế bào ung thư. Dạ. Cảm ơn anh Phong nha. Còn món gì nữa không ạ? Tiếp theo đó là măng khô thiền tâm. Măng khô. À, măng khô là mình cũng tự thu hoạch, tới mùa mình mới thu hoạch được. Cho em quay kỹ nè. Măng khô. À, hoàn toàn không có lưu hình, không có để mà bảo quản. Bởi vì các măng ở ngoài á, để bảo quản được lâu á, là người ta sẽ dùng lưu hình để bảo quản nó. Còn đây hoàn toàn là thiên nhiên. Dạ. Không dùng bất cứ một chất bảo quản tạo màu, tạo mùi hay là chất chống ẩm mốc gì cả. Vậy nó bị mốc sao? À, mình có mình sẽ đóng gói nó và mình hút chân không. À. Mình sẽ để ngăn lại rất là lâu. À. Khoảng bao lâu rồi anh? Với lại khi trong quá trình sản xuất á là mình luộc măng bằng nước khoáng. À. Tất cả luộc bằng nước khoáng hết. Nên là tất cả những độc tố của nó là nó đã bay hơi hết rồi. 50 kg măng thì mới được 1 kg măng khô. 50 kg măng tươi sau khi qua sơ chế luộc bằng nước khoáng của Thiền Tâm thì chỉ được, tới khi đóng gói lại thì chỉ còn được khoảng 1 kg măng. Trời, hèn chi cái giá nó. Khi mình khui ra là tất cả những thành phần đây mình đều sử dụng được. Dạ. Chứ không phải là phải cắt bỏ đi cái gì cả. À. Tất cả đều là những cái non mình giữ lại. À. Mình không phải bỏ cái gì hết. Dạ. Đó là măng. Tết Thiền Tâm nấu măng với giò ngon hả? Cũng như là ở bên spa thì ở bên đây cũng có những cái sản phẩm bùn khoáng thiên nhiên Đất Trà Vĩnh. Dạ vâng. Anh có dùng bùn khoáng không? Anh cũng hơi bị làm biếng nên là có khi dùng có khi không. Cái này là bùn khô phải không ạ? Này là bùn tươi. Thì và này là nano. Bạn nào mà muốn da sáng, trị nám, tàn nhang và sạch khỏe chống lão hóa thì có thể sử dụng bùn khoáng của bác Vĩnh nha. Chào Ngô Văn Bác, chào Hoàng Hiệp, chào chị Trăng Đỗ nha. Ôi chào bác Vĩnh. Bác Vĩnh có bị mắc mưa không ạ? Ui. Rồi, còn gối ạ? Wow. Gối nên đỡ cột sống cổ. Của Thiền Tâm. Được thiết kế rất là đặc biệt để ôm sát theo đường cong sinh lý cổ của mình. Cổ. Khi, lúc nằm. Khi nằm xuống là gối này là giữ tư thế đúng khi nằm. Dạ. Đường cong sinh lý cổ luôn luôn đúng khi nằm nên á, mỗi lần mình nằm xuống đều sử dụng gối này. Đây là gối thông thường mình ngủ. Gối thông thường thì không có tác dụng để mà nó giữ cái đường cong sinh lý của mình á, là nó theo đường cong một cách tự nhiên. À, nằm lâu ngày nó sẽ làm cho cái đường cong mình nó giảm cái đường cong sinh lý, gây ra các bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị địa đệm. Vâng. Đau cổ vai gáy. Chèn ép dây thần kinh đau lan xuống tay chân. Nên nếu dùng gối này, thứ nhất là phòng chống các bệnh về cơ xương khớp cổ vai gáy. Vâng. Thứ hai là hỗ trợ trong quá trình điều trị các bệnh về cổ vai gáy. Yeah. Thứ ba là khi mà mình phát hiện ra mình bị bệnh rồi mà chưa kịp đi điều trị thì mình dùng gối này để hạn chế cái sự nặng thêm của bệnh. Thứ tư
đó là sau cái quá trình điều trị rồi, để giảm thiểu cái sự tăng kháng xuống thấp nhất thì mình sẽ sử dụng gối để mà hỗ trợ sau quá trình điều trị. Đó là bốn tác dụng của gối này. Dạ, cảm ơn anh Phong nha. Bạn nào mà muốn hỗ trợ gối để trị bệnh về cơ xương khớp và đau đỡ cột sống lưng cho người lớn và có cả trẻ em luôn. Đây là gối do Thiền Tâm sản xuất nên là giá thành rất cạnh tranh. Dạ vâng. Tuyển đại lý trên khắp toàn quốc. Wow, cảm ơn anh nha. Bác sĩ Vĩnh nói là đi xem đấu trường La Mã mà mưa lớn quá. Vậy được rồi, quay về chuẩn bị xem nhà hàng Cùi Bắp chuẩn bị món ăn gì để thu hút bác Vĩnh nha. Đây là em nè. Wow, dễ thương quá Dạ. Như vậy là mình có thể mua cái bộ gối này dành cho gia đình được rồi. Để giúp hỗ trợ cho cuộc sống mình chắc khỏe. Đây là gối nâng đỡ cuộc sống thắt lưng. Tương tự như gối nâng đỡ cuộc sống cổ thì đây là giữ cho cái đường cong sinh lý thắt lưng của mình đúng tư thế khi mình nằm xuống. Yep. Nên mỗi khi nằm xuống là mình sẽ sử dụng gối qua đêm. Cũng có bốn tác dụng như gối cổ nhưng đây là cho lưng. Cho lưng, nghĩa là mình nằm, mình để một cái ở cổ, một cái ở lưng. Đúng rồi, đường cong sinh lý lưng của mình. Dạ. Cái đặc biệt cong cho đường cong sinh lý lưng. Rồi, chào chị Trang. Chị Trang cũng dùng gối rồi đúng không ạ? Gối mang lại giấc ngủ ngon, giảm đau cổ. Cảm ơn chị Trang nha. Cảm ơn chủ siêu thị nha. Dạ. Thưởng thức món ăn xong rồi để thu hút thử xem là bác sĩ Vĩnh có nhớ quê nhà không nè. Đi lâu quá đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thẳng tiến. Ô, chị Hà đâu mất rồi. Thẳng tiến đến nhà hàng nha. Còn rất nhiều nơi. Thì ai kia? Đây, phố đã lên đèn, Thiền Tâm đã lên đèn. Chào chú. Mọi người đang đi ăn cơm trưa món ăn người Hoa, nhưng vẫn đang theo dõi và thèm món ăn của Thiền Tâm quá. Dạ vâng, bác Vĩnh. Bác Vĩnh chờ một tí nha. Bây giờ là chúng ta sẽ đi lên nhà hàng để xem thử là chủ nhà hàng của chúng ta hôm nay chuẩn bị món gì. Chào chị Trăng Đỏ nha, chào em xin Ngọt Như. Gối cần thiết cho mỗi gia đình. Dạ vâng, đúng rồi. Gối đem lại giấc ngủ ngon nè, ổn định cuộc sống nè, hạn chế những cái vấn đề về đau cột sống hay thoát vị địa đệm. Thì các bạn mà muốn mua gối cho cả gia đình, người lớn, trẻ em, người già thì liên hệ với Facebook Thiền Tâm ha. Cũng như là các loại món thực phẩm sạch của Thiền Tâm như là nấm nè, măng nè, nấm linh chi, măng nè và rau sạch. Thì like và chia sẻ video thì các bạn sẽ được mua các sản phẩm về rau sạch với chiết khấu 20% và free ship trong tháng đầu tiên nha. Đây là khu nhà gỗ của chúng ta. Đây, quý quay lúc mà nó cảnh lên đèn đó. Hôm nay chủ nhật thường thì sẽ được đọc sách vào buổi sáng và ngồi thiền, nhưng hôm nay sếp của chúng ta đã ở bên trời Ý, trời Âu mất rồi. Đây, không có ai đọc sách nữa. Cảnh của chúng mình, cảnh của Thiền Tâm về đêm. Chúng ta đi qua phía nhà hàng nha. Ở Thiền Tâm thì luôn là mở nhạc thiền. Các bạn có nghe thấy không ạ? Từng gối rẻ đơn giản mà hiệu quả trong việc giảm đau vai gáy. Wow, cảm ơn chị Trang nha. Chị Trang có cần mua nấm linh chi hay rau sạch gì không thì đăng ký cho bên em nha. Đây, chúng ta đang đi về hướng nhà hàng. Nhà hàng cũng lên đèn rồi. Wow. Đi vào nào. Chào mọi người. Dạ vâng, quay. Bên này Facebook rồi không? Dạ vâng, đang lên Facebook. Mọi người có thường sử dụng các món ăn của nhà hàng của bác Thiền Tâm không ạ?
đó. Ngon lắm. Ngon lắm à. Cái cảm giác sạch và rẻ như thế nào không à? Đâu đâu chấp nhận mà có khuyến mãi không? Bây giờ là bác sĩ Vĩnh đang ở bên nước Ý. Cho nên là đang muốn xem những cái món ăn nhà hàng để đổi nhớ quê hương. Thì mọi người hãy nói thử là ví dụ như anh là anh thích món gì nhất của nhà hàng, để nói cho bác sĩ Vĩnh thèm mà nhớ là món gì nhất. Anh thích món gì nhất? Món gì mấy năm mình ăn nhiều món lắm. Nói cho đúng là thích nhiều món lắm. Món gì cũng ngon á. Món gì cũng ngon. Dạ hay thay đổi. Thay đổi thì nó ngon. Dạ. Ngày có món nó ngon mà ngày nào cứ thay đổi món thì nó ngon. Dạ. Là còn gồm có những món gì ạ anh nhỉ? Ví dụ món vịt là ngon nhất. Món vịt là ngon nhất. Rau bùn ngót Nhật. Rau bùn ngót Nhật là ngon nhất. Wow. Bác sĩ Vĩnh nói là cho bác sĩ Vĩnh gửi lời hỏi thăm các bệnh nhân nhé. Dạ. Cảm ơn bà mọi người nha. Giờ con đi vô nhà hàng là bên trong nhà bếp đây rồi. Chừng nào cũng về vậy. Dạ, ngày 30. 30 bác sĩ Vĩnh về. Dạ. Hôm nay 28 rồi. Bây giờ đi qua đâu nè chủ ơi? Chủ nhà hàng ơi. Đây ở nhà hàng cũng có sự hiện diện của bùn khoáng. Đó. Chân trong cái tủ. Gói la lua như thế này, trang trí nha. Đây nhà hàng của chúng ta về đêm. Đây tí nữa sẽ là nhà ăn của chúng mình. Ha bác Vĩnh ha. Còn bây giờ chuẩn bị sẽ là sang nhà nấu. Sáng 30 tháng 10 bác sĩ Vĩnh có mặt tại Thiền Tâm rồi. Sáng ha anh. Wow. Hứa hẹn nha, đòi quà nha. Đây. Chúng ta đi tham quan lại một lần trong căn phòng này nhé. Căn phòng gợi nhớ hình ảnh của ngày xưa treo những cái tỏi, hành, ớt. Đây là những cái bếp ngày xưa. Đó, niêu nè, bếp than nè. Đâu? Rồi. Ok. Đây, dao đây, thớt đây. Cửa gỗ theo kiểu cách của ngày xưa luôn. Ở đây phong cách của Thiền Tâm là phong cách dân dã miền quê, nhưng mà cũng không kém phần sang chảnh ha. Cho nên các bạn sẽ được thưởng thức những món ăn vừa sạch, ngồi trong những cái không gian rất là đẹp, thanh bình, không khí tươi mát, và nghe những bản nhạc thiền rất là nhẹ nhàng. Cho nên hầu hết những bệnh nhân khi mà vào Thiền Tâm đều có một cảm giác là khoan khoái, dễ chịu, và từ đó bệnh sẽ dễ hết hơn, nhanh hết hơn. Đây, wow, cũng là những món như bên siêu thị giới thiệu. Đây là nấm linh chi đỏ. Đây là măng khô. Đây là măng sấy khô bọc bì. Măng sấy khô bọc giấy. Các bạn hỏi giá hả? Bào tử nấm linh chi là cái này, giống như bên siêu thị thôi, là 400.000 đồng một gói như thế này. Đấy, ngày nào cũng uống thì mất mấy tháng mới hết nha. Đó là một gói 4 lạng, thông thường khoảng 1 tháng. 1 tháng 400.000. 300.000 chia cho 30 ngày, 3.000. Chia trên khoảng 3.000 một ngày. Mà mình được uống cái vị rất là ngon và bồi dưỡng sức khỏe, cũng như là ngăn ngừa các bệnh và ung thư và giúp mình giải độc gan. Thì nên uống, chứ không nên là ăn những cái món ăn mà thêm chất độc cho mình, tạo cho mình những cái bệnh như ung thư này như tháng nọ ha các bạn ha. Đây. Chào Lê Thua Tấn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm đầu bếp. Ôi, đầu bếp đi đâu rồi? Ở quầy đặc sản của chúng ta đâu nhờ? Quầy đặc sản của chúng ta ở đâu? Quầy đặc sản món ngon nhà làm thì không thiếu những món đặc sản của Thiền Tâm. Như các bạn thấy lúc nãy thì chúng ta đi một vòng thì thấy là các khu vườn rau xung quanh của Thiền Tâm trồng rất là nhiều loại. Trong đó là, thôi chúng ta mời bà chủ giới thiệu đi.
Bà chú có thể giới thiệu cái này là cái gì? Đây là dưa cải chua muối. Dưa cải chua muối. Còn cải đó, của mình luôn hả? Do nhân viên của mình muối. Nhân viên của mình muối. Còn đây là cà pháo. Cà pháo muối này thì cà pháo này được trồng ở tại vườn của Thiền Tâm, hái vô thu hoạch và được nhân viên của Thiền Tâm muối. Wow wow. Nhìn dễ thương quá. Một bịch nhiêu vậy? Một bịch này 10 ngàn. Tí nữa muối mua về cho bà ăn. Bà thích cái cải này đó. Rồi, còn đây là tỏi ớt ngâm. Tỏi ớt ngâm Thiền Tâm. Đây. Sẽ có hai loại, một loại hũ 400g và một loại hũ 500g. Hũ 400g sẽ có giá là 40 ngàn. Đây. Là đây. Hũ 500g sẽ có giá 50 ngàn đồng một hũ. Rồi, ok. Cái này ngâm chua. Khi mình bị cảm ho thì nó sẽ có tác dụng rất tốt. Cảm ho thì khi mà ăn những cái này thì nó giúp cho mình ấm cổ. Đỡ. Còn món gì nữa? Hết rồi. Đây là có các loại nước, sữa và hàng bán của nhà hàng. Thì đây là kim chi. Kim chi này do nhân viên của Thiền Tâm làm. Vâng, kim chi. Kim chi này là dùng cái nước mắm gì hay là dùng cái gì để kim ngâm? Chi này dùng hạt nêm nấm đông cô để làm. Dùng hạt nêm nấm cho nên vị nó như thế nào ạ? Vị nó sẽ rất ngọt và đậm đà. Wow. Còn còn cái này là nem chua Ninh Thuận. Bồ ngót Nhật 50.000. Đâu bồ ngót? Bồ ngót Nhật ở nhà hàng Cùi Bắp sẽ đóng gói bán sẵn, là mỗi gói này có trọng lượng là 0.5 kg. 0.5 kg, tương đương nửa ký. Đúng rồi, nửa ký. 25 ngàn đồng một gói này. 25 ngàn đồng. Giá thì tại nhà hàng đóng gói mỗi gói 200g. Giá đổ nha các bạn. Giá đổ. Mỗi gói 200g là nhiêu tiền? Tương đương 10 ngàn. 10 ngàn một bịch giá đổ. Cái giá này là được trồng tại nhà hàng Cùi Bắp luôn. Được trồng tại nhà hàng Cùi Bắp ha? Hay vườn rau Thiền Tâm? Nhà hàng Cùi Bắp. Ồ, nhà hàng Cùi Bắp trồng à? Còn đây là gì? Còn nước. Các loại nước nấu của nhà hàng tự nấu thì đây là nước sâm. Đây là sữa bắp. Sữa bắp Nha Đam đường phèn. Wow. Rồi còn có sữa chua nhà làm. Sữa chua bí đỏ, sữa chua nếp tham, bánh lăng. Hôm nay cái sữa chua nếp tham. Wow, tất cả những mặt hàng này là đều do nhân viên của Thiền Tâm nấu ra. Vâng, như các bạn biết thì những món ăn này hầu hết đều do bác sĩ Vĩnh phải thưởng thức được, bác sĩ Vĩnh mới đưa vô kinh doanh bán. Tại vì không chỉ bán cho gọi là khách hàng mà còn là bệnh nhân nữa. Bệnh nhân ăn có cái gì á thì bác sĩ Vĩnh đang chữa trị thì cũng không tốt. Cho nên là có thể nói bác sĩ Vĩnh vừa là người thí nghiệm, vừa là người kiểm nghiệm. Và những món ăn này đều được sản xuất và được làm theo đúng một quy trình sạch và bồi bổ tốt cho khách hàng. Cho nên là các bạn nào mà muốn thưởng thức những món ăn này thì có thể đặt hàng hoặc là tới nhà hàng Cùi Bắp Thiền Tâm để thưởng thức ha. Còn cái này thì các bạn có thể đặt hàng để ship tận nơi nha. Nhà hàng Cùi Bắp luôn ship phục vụ tận nơi. 10.000 bịch cà pháo. Wow. Thích. Cho hỏi đầu bếp đâu ạ? Đầu bếp có chưa? Đầu bếp có chưa? Chuẩn bị nấu được chưa? Các bị chúng ta đi tham quan một tí nữa, chờ đầu bếp lên món ăn nha. Đây là gì? Chợ quê tôi. Ở đây sẽ các bạn sẽ bắt gặp những cái hình ảnh. Đây là bếp nhà mình, những cái hình ảnh gợi nhớ những miền quê dân dã. Đây. Đèn được để trong lòng như thế này. Những món ăn của Thiền Tâm cũng như là những cái thực phẩm sạch của Thiền Tâm đều được bày bán, đều được thiết kế và làm rất chi là ngon và sạch. Hả? Bây giờ chúng ta sẽ cũng bởi vì quy trình nấu ăn khép kín và sạch như vậy cho nên là nhà hàng Cùi Bắp của Thiền Tâm không ngại để mà các bạn có thể xem nhà hàng có thể làm gì như thế nào. Và cho nên chúng ta hãy thử
thử xâm nhập đầu bếp của chúng ta, chủ nhà hàng Cùi Bắp Thiền Tâm nấu ăn như thế nào nhé. Bây giờ đi vô luôn à. À, khung cảnh bên ngoài nhà hàng và bên trong rất là tách biệt, nơi nấu riêng. Đây. Wow, chào đầu bếp. Hôm nay là chúng ta quý đã đột nhập vào ngay căn bếp chính của chủ nhà hàng của Bắp Thiền Tâm, anh Quốc Anh. Bây giờ thì anh có thể giới thiệu để mọi người biết xem là chúng ta sẽ nấu món gì à. Và lúc nãy là quý đã nhờ chị Hà hái những cái món rau này cho mình. Đó. Đây, rau của chúng ta sau khi được rửa sạch đây. Và hôm nay anh định nấu món gì ạ? À? Chào mọi người, chào Minh Quý. Hôm nay chị Hà sẽ anh sẽ nấu cho tất cả mọi người ăn một bữa cơm gia đình theo giống như ở quê mà mẹ mình hay nấu mình ăn như vậy. Hôm nay có là cá lóc kho tộ nè. Cá lóc kho tộ. Đậu hũ mình chi xả ớt. Vâng. Chanh cải này cũng có Thiền Tâm luôn nha. Rồi rau là rau nãy Minh Quý đi hái với chị kia là rau luộc mình chấm với nước mắm xả. Dạ, cái món đó là anh Vĩnh thích nhất. Thì anh Quốc Anh có chắc là bác Vĩnh sẽ nhớ và thực sự là muốn quay trở về ngay lập tức sau khi cái thực đơn này được dọn ra không ạ? Tự nhiên rồi, tại vì bác Vĩnh cũng ăn uống tại nhà hàng lâu. Ví dụ đi bên kia nó nhiều thứ nó tốt đẹp hơn thì cũng bằng cái những gì mà chắc quê của mình. Dạ. Từ nhỏ tới lớn mình đã trải qua rồi thì mình không bao giờ quên được, khó quên lắm. Rồi. Bác Vĩnh sẽ thèm thôi. Thèm thôi. Rồi. Bác Vĩnh chưa chắc gì đó hợp hương vị với nhau đâu. Đúng rồi, bác Vĩnh quen với những cái món ăn dân dã và cách nấu cũng như là gia vị hoàn toàn sạch của mình rồi. Và bây giờ thì các bạn hãy xem thử là anh Quốc Anh nấu như thế nào ha. Mình đã kho món cá lóc kho tộ rồi. Kho cá lóc kho tộ hả? Tại nãy mình quý đi là mình ở đây mình sẽ chuẩn bị trước, tại sợ nấu món này không kịp, món này nấu lâu á. Kho lâu thì nhỏ lửa nó chịu thì cá nó ngon được. Dạ. Mình kho mình để vô chảo gì chút mình đem lên mình ăn luôn. Giống như mẹ mình dưới quê làm cho mình ăn. Ăn trên trong một cái chảo vậy à? Ừ. Không. Lần dưới quê mẹ mình cũng nấu vậy. Đây là đậu hũ đã ướp sẵn. Đây mình cũng đã ướp rồi, mình chờ nó 25 phút nữa mình sẽ chế biến nó. Các bạn cũng chỉ băm xả tỏi ớt, băm nhuyễn thịt nhuyễn. Dạ. Xong rồi mình ướp gia vị cho vừa ăn rồi mình cắt. Gia vị là gồm cả những cái gì? Hạt niêm, nấm, đông cô. Dạ. Rồi một ít nước mắm, một ít đường, một ít muối. Dạ. Rồi. Đây là một tôm, nên chúng mình sẽ nấu canh tôm với canh cải tiếp. Rồi. Cải Thiền Tâm luôn nha. Cải Thiền Tâm luôn. Cải tới nước lên ha. Dạ. Chả tôm. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị làm tôm để nấu canh tôm với cải. Với những gia vị. Chị Hà sẽ làm món chả tôm này. Rồi chả tôm mình nấu canh đi nha. Tiếp theo mình sẽ làm cái một loại nước mắm cũng rất là đặc biệt để mình chấm với loại rau luộc này. Mắm xả này. Mình sẽ cho xả này. Rồi, được. Nước mắm xả ớt. Mình quý ăn cái loại nước mắm này chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa. Chút mình sẽ thưởng thức cái loại nước mắm này chấm. Bác sĩ Vĩnh thích nhất là nước mắm xả ớt. Đúng rồi. Mình ăn bình thường thì mọi người ăn tỏi ớt. Còn cái đây là xả ớt. Thì xả nó cũng có là một xả là một chất dẫn khá là tốt mình ăn uống. Mình bắt được vị tốt. Bao nhiêu lượng xả, bao nhiêu lượng tỏi nha? Tầm khoảng 50 gram xả thôi. 50 gram xả. Nhà mình ăn. Tùy lượng mình ăn thích ăn như thế nào thì được. Mình muốn ăn cay mình cho ớt nhiều. Mình không ăn cay thì mình cho ít thôi. Mình muốn ăn cho 4 trái. Cay vừa. Không, 4 trái là đủ với quý là cay lắm đó. Món này thì nó phải cay. Quý phải 6 cái mới được. Gọi là xả. Không cay thì làm sao mà gọi là xả ớt được.
3 muỗng đường. Rồi bắt đầu mình giả nha. Hôm trước các bạn đã thấy Quốc Anh chị làm món chả tôm, thì hôm nay là chị Hà làm món chả tôm như thế này. Còn bây giờ là Quốc Anh sẽ làm nước mắm xả ớt. Giả thì nó sẽ ngon hơn mình bao nhiêu. Đúng rồi, giả thì chắc ngọt nó sẽ đưa ra ngoài nhiều hơn. Thôi mình qua bên đây mình nó ồn quá. Đây. Em ơn. Rồi điện thoại dưới kia không bấm chia sẻ được. Bác Vĩnh rồi, nãy giờ bác Vĩnh nói chuyện rồi. Lúc nãy định xem đấu trường La Mã nhưng mà cuối cùng bị mưa nên bác Vĩnh quay trở về và đang xem live của chúng ta. Vĩnh bảo là sáng 30 tháng 10 bác sĩ Vĩnh sẽ có mặt tại Điền Tâm rồi. Bác Vĩnh nhớ những món ăn của nhà hàng quá chưa? Đây nè, nhìn nhà hàng Điền Tâm mà bác sĩ Vĩnh đói bụng quá. Cha bác gửi lời hỏi thăm các bệnh nhân nhé. Tại lúc nãy hỏi bệnh nhân á, ai cũng bảo món ăn nhà hàng của mình là ngon, bổ. Và món nào cũng thích hết. Rau luộc chấm với nước mắm xả. Nghe thôi đã chảy nước miếng rồi. Chào Mai Anh nha, xin chào. Chào Minh Phan, chào Ngọc Điệp. Chào Lệ Quy nha. Chào chị Bạch Tuyết. Chào Trần Linh. Chào chị Phương Đỗ, chào Hà Trần nha. Tí nữa sau khi làm cái món ăn xong, chúng ta sẽ mời bác sĩ Vĩnh thưởng thức thông qua màn hình để bác sĩ Vĩnh thèm như thế nào và mau chóng quay trở về với bệnh nhân nè. Wow, chảo tôm đã xong rồi. Thì giả xong rồi. Trời ơi, giờ này là đói lắm rồi đó. Thế này là có thách thức không cơ chứ? Chúng ta cố gắng chờ thêm nửa tiếng đi. Nửa tiếng nữa. Vì có đói bụng như vậy muốn ăn mình mới có giá trị nha các bạn. Những món rau của chúng ta nha. Rau luộc cải của Thiền Tâm luôn. Rồi chúng ta làm cái gì đây? Chảo tôm đã xong. Ba chảo tôm như hôm trước Quý nhớ là 2 lạng tôm hả? Không, 100g. 1 lạng tôm cho muối, đường, đậu hạt nêm nấm, đậu hành, nêm và nước mắm nhà làm, nước mắm nhĩ nhà làm. Tiêu giả cùng giả với nhau để cho ra cái chảo tôm như thế này. Thì món này được trước của anh cũng được. Chào anh Cường Nguyễn. Chào chị Trúc Lâm Vương nha. Chào Trinh Nguyên nha. Rồi. Ơi, chờ tí. Nước sôi, nước khoáng đúng không? Đúng rồi. Làm tan canh. Nước khoáng này là mình chẳng chuyển bằng xe lớn xong mình bơm lên cái đường bồn xong mình làm ống của mình nhảy xuống. Cũng là nước giống như mình uống vậy, giống như mình bán vậy. Wow. Tí nữa mình dọn cho cả nhà ăn luôn phải không? Đúng rồi, bữa nay mình làm một bữa cơm gia đình mà. Thì mọi người đều có thể đến đây ăn một bữa cơm gia đình để mình đãi cho. À, như vậy là ngoài việc bán rau sạch
thì nhà hàng Cùi Bắp sẵn sàng để cho mọi người có những món ăn mà đặc tiệt tại nhà, đặc tiệt tại Thiền Tâm. Với những bữa tiệc như là mọi người là muốn hội họp gia đình nè, làm tiệc sinh nhật nè, thì có thể đến nhà hàng Thiền Tâm và để trực tiếp đặt món với nhà hàng Cùi Bắp Thiền Tâm. Thì những cái thực đơn đó các bạn sẽ được chính tay đầu bếp của Thiền Tâm là anh Quốc Anh thực hiện. Các bạn có thể dễ dàng lựa chọn những cái món ăn đặc sắc ngay tại nhà hàng này để mừng sinh nhật cho bạn bè, cho con cái, những buổi họp mặt gia đình. Hôm nay bữa cơm của chúng ta là mang hơi hướng bữa cơm gia đình, không hẳn là những cái món ăn tiệc. Còn các bạn nào muốn có những cái món ăn tiệc như thế nào thì có thể comment để lại bình luận. Hôm sau nhà hàng Cùi Bắp sẽ làm để cho các bạn xem và thưởng thức qua màn ảnh. Còn muốn thưởng thức thật thì hãy có thể là đặt hàng và đặt tiệc ngay tại đây nhé. Chiên cái này đi. Bây giờ chúng ta chiên đậu. Vàng hồng. Nhà hàng mình nấu là giàu ăn. Chúng ta luôn đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng á. Giàu ăn của nhà hàng là nấu là chỉ qua hai lần sử dụng là người đỏ bỏ rồi. Đúng rồi, không dùng lại. Với lại là chính bản thân Quốc Anh cũng ăn nữa. Quốc Anh không thể nào mà lấy mình ra mà ăn dầu ăn lại được. Hôm nay là Quốc Anh đã chuẩn bị một số cơm rồi. Ăn cơm đi. Quý nào ăn cơm đây chứ? Ăn cơm trong cái nồi đất không? Ăn cơm trong nồi đất hả? Chưa. Ý, ngon quá Ăn cơm này. Cá lóc kho tộn của mình cũng gần xong rồi. Gần xong rồi. Cho nó kẹo một xíu nữa. Thơm quá à. Giống má mình làm xưa á. Chờ xem này rồi có ai tỏ tình với Quốc Anh chưa Quốc Anh? Chưa nữa. Chưa nữa. Bạn nào muốn được Quốc Anh nấu cho ăn thì hãy cứ comment để lại tên và số điện thoại cho nhé. Quốc Anh sẽ liên lạc lại. Ship những món ăn này, ship những cái thực phẩm sạch của Thiền Tâm tận nhà các bạn nha. Bỏ bớt bọt. Thơm quá à, cái này thơm thật á. Giống nào muốn như mẹ. Mẹ quý có kho cá vậy không? Nhào mẹ quý là kho trong cái chả đất á. Trong đất cũng được, trong nhỏ cũng được. Xưa mình cũng hay kho trong nồi đất cũng được, mình kho vô đây cũng được thì cũng giống. Tại vì quê một lần đâu có nhiều mà nhiều đồ một lần, bây giờ mình kho xong mình đem lên dĩa mình trang trí đẹp rồi đó. Đơn sơ. Đơn sơ thôi. Nhưng mà rất bổ dưỡng. Ôi chiên đậu. Hậu và Trang nhỏ 6:30 qua. Chuẩn bị qua là được rồi đó. Ăn là được đó. Mọi người chuẩn bị nha. Anh Quang ơi, anh Ngọc ơi, anh Dũng ơi, nhắc bác sĩ Vĩnh nha. Tí nữa là sẽ mở phay và nói chuyện với bác sĩ Vĩnh nha. Chào bạn Hồng Huyền Phan nha. Bây giờ chúng ta sẽ chiên đậu. Wow. Chiên nguyên miếng. Bây giờ quý tưởng từng miếng cắt ra rồi chứ. Chiên chậm, lửa nhỏ thì đậu nó sẽ mềm và giòn, không quá cứng. Với lại gia vị của mình đã ướp ở đây nó thấm vô đậu rồi, nếu mình chiên lửa lớn quá nó bị cháy gia vị, làm ảnh hưởng đến đậu hũ mình, nó không bao giờ ngon nữa.
đậu hũ sau khi đã ướp xong thì khi mà chiên các bạn cho ngập dầu. Ngập 1/2 miếng đậu hũ và chiên với lửa nhỏ thì đậu nó sẽ không bị cháy gia vị và không bị quá cứng, cho nên là ăn miếng đậu rất là mềm mại, cũng hơi giòn và thấm gia vị. Ngon quá. Chào Phạm Phương. Chào Thả Linh Đức nha, nhớ like và chia sẻ livestream nha. Thôi nước sôi, chuẩn bị sôi rồi. Lúc mà mình sẽ làm xong những cái món này, mình sẽ thả rau vô là mình xong lắm, xong món canh rồi đó. Thả rau vô là xong món canh. Giờ cá lóc, món này thiệt nhất là món này phải có thời gian của nó thì nó mới ngon được, không có ép nó được. Nếu bây giờ mình lớn lửa lên thì nó sẽ không ngon, không thấm được vào cá. Lúc nó bị khét nó hư món, khách la lắm. Khách la đó. Nước mắm sả ớt rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm nước mắm sả ớt. Chén cái cối sả ớt lúc nãy giã sau khi xong thì sẽ được múc ra chén và thành phẩm như thế này. Rồi. Đây là nước cốt chanh nha. Mình nước cốt chanh. Nó cũng giống như là nước mắm chua ngọt của mình ăn, mình tắm đồ ăn nhưng mà nó đậm đà hơn. Pha nước cốt chanh với đường nước hả? Cốt chanh. Đây. Với đường. Cho khoảng một muỗng nước cốt chanh. Khoảng một muỗng nước mắm. Mắm mình cho khoảng 2 muỗng. Wow, đặc sệt. Đó, mình sẽ mình quét lên cái miếng rau này mình ăn. Nó tan ra. Đánh cho nó đều tan hết gia vị. Đường, nước mắm, nước cốt chanh hòa với sả và ớt. Sả ớt, mình cho một ít tỏi nữa, mình có tỏi nữa. À lúc này cũng cho một ít tỏi nữa. Nước lộn với nước chấm mình sền sệt mới ngon hơn. À. Rồi, chúng ta đã xong nước chấm. Ăn đặt vậy luôn á hả? Đặt vậy luôn á hả? Wow. Chúng ta sẽ băm một ít tỏi ớt. Ở quê bạn nào có món này không ta? Món gì? Món dưa mắm. Dưa món à? Ở quê chắc chắn là phải có món dưa món rồi. Nhưng mà lâu rồi cũng không có ăn món dưa này. Mình tính băm nhưng mà chị Hà đã băm sẵn cho mình rồi. À, chị Hà đã băm sẵn tỏi và ớt rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ ướp cái gì? Sẽ cho nó một ít đường. À, làm cái món này đúng không? Thay vì gỏi trộn hay là rau gì đó thì chúng ta sẽ làm một cái món này. Dưa mắm đây là làm sao? Ngâm với muối rồi thôi hả? Dắt ra với muối, lộn ngâm với đường, với mắm. Xong mình đổ vô, xong mình cắt dưa le, dưa. Cái này là cái trái dưa leo của mình á. Ủa đây là trái dưa leo hả? Đúng rồi. À. Mình bỏ cái phần ruột đi. À. Mình khô cho nó hơi héo của mình ngâm thì nó ăn xuống sẽ giòn hơn. À. Dưa leo, cắt phần ruột, phơi khô. Cho hơi héo xong rồi bắt đầu ngâm. Ngâm với nước nước đường, nước mắm. Nước đường và nước mắm thì sẽ được và một ít muối để được cái thành phần như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ trộn giống như là trộn gỏi là cho dưa leo. Sau khi ngâm ít nước, cho một ít đường và sả với ớt. Cho thêm một ít xíu nước cốt chanh luôn. Và một ít nước cốt chanh. À, cho nó giòn. Wow. Đói quá không quên rồi.
Chị nhìn như thấy này rồi là đấy rất là muốn ăn rồi. 15 phút nữa mình ăn liền, sẽ có ăn liền. Rồi. Đây. Xong. Rồi, bác Vĩnh ơi, bác Vĩnh ơi, chuẩn bị nào. Bác Vĩnh chuẩn bị ăn chưa? Đây, chảo của chúng ta. Wow. Nó vàng rồi đấy. Cá cũng vàng rồi đấy. Keo rồi đấy. Wow. Keo rồi, keo rồi. Quý giới thiệu rồi, Quý đi giới thiệu hết nhà hàng rồi. Bây giờ có cần ra lại không? Đi hết một vòng rồi. Mấy bạn thấy cảnh đêm mình chưa? Thấy rồi. Rất là thoáng mát. Tối mà ăn cơm không gian như thế này, muốn ăn về thì về rồi. Vàng chưa à? Wow, chúng ta chuẩn bị rau. Rau nấu canh. Rau cải của Thiền Tâm. Các bạn muốn thưởng thức những cái món rau sạch của Thiền Tâm thì có thể tới ngay nhà hàng của bác Thiền Tâm. Hoặc là muốn được nấu những món ăn này ngay tại nhà thì có thể đặt hàng cái rau sạch này. Bên mình sẽ ship tận nơi và free ship vào tháng đầu tiên. Cũng như là khi like chia sẻ video này sẽ chiết khấu 20% cho các bạn nhé. Và bạn nào muốn được đặt tiệc sinh nhật, đặt tiệc với bạn bè, cuộc vui hội họp gia đình thì có thể liên hệ ngay trên Facebook của Thiền Tâm để đặt món ngay tại nhà hàng Thiền Tâm. Chính tay đầu bếp của chúng ta là anh Quốc Anh sẽ giới thiệu những món mà các bạn có thể đặt theo đúng ý thích của các bạn và nấu cho các bạn một bữa ra trò. Nhớ nha, các bạn nhớ. Các bạn thích thì đến nhà hàng thì mình sẽ làm hết sức mình để đem những món ăn ngon hết khả năng của mình cho các bạn. Vâng, cảm ơn anh. Chào, hôm nào sinh nhật Quý làm cho Quý ha. Ok. Miễn phí ha. À, cái đó là tùy nữa. Quý sẽ cố gắng like và chia sẻ Facebook cực 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 nhiều luôn. Cái đó là tiền. Giờ mình qua bên mình rửa cái rau đi. Xong mình làm mình ăn được rồi đó. À. Mọi người qua chứ. Mọi người ơi, chị Trang Hậu ơi, cùng mời mọi người đi qua nhà hàng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nấu canh một tí rồi bây giờ chúng ta rồi Quý sẽ dẫn mọi người qua nhà ăn nha. Các bạn mà muốn luộc rau mà cái rau mình được xanh lâu hơn. Cái rau mình được xanh lâu hơn thì các bạn phải luộc trong cái nồi. Có cái nắp. Nồi có nắp. Các bạn muốn ăn cái rau của mình nó ngọt, đủ dưỡng chất á thì chúng ta sử dụng đường. Đường. Nếu ăn cái vị đậm đà thì chúng ta sử dụng muối. À. Nhưng mà theo anh á thì mình muốn luộc rau xanh giữ được cái chất những gì trong rau thì mình nên luộc bằng đường. Bằng đường. Đường nó giúp giữ chất. Muối thì nó cái muối là nó đẩy. À. Nó giữ. Hiểu. Hai cái này là hai thằng nghề là khác nhau hết. Hai. Nhưng mà nấu ăn không có. Muốn luộc rau ăn vừa ngọt mà giữ chất đủ chất dinh dưỡng thì cứ dùng muối dùng đường. À, có nghĩa là đối với rau sạch Thiền Tâm thì các bạn có thể dùng đường. Nhưng mà các rau mà mua ngoài chợ không đã có đảm bảo sạch thì cứ sử dụng muối để cho nó thải bước độc ra. Rửa với muối trước xong các bạn luộc. Hai lít nước chúng ta khoảng cho khoảng 2 lít nước.
1/4 muỗng ăn canh đường. Rồi, 1/4 muỗng canh đường. Nên nhớ luộc rau lửa nó lên. Ừ. Sợ. Quý dùng điện thoại cho nên quý sợ, quý tránh ra ăn tí. Rồi lúc nãy là quý với chị Hà đi tìm và hái đó. Cái công rất lớn đó. Đĩa cũng mẻ mà ly cũng mẻ. Dạ. Yeah. Tiết kiệm hả? Phải đi sưu tầm đó. Tính ra những cái dĩa của thời xưa rất là chắc và niên đại vừa lâu mà bây giờ vẫn còn dùng được. Còn dĩa thời nay thì dùng khoảng bao nhiêu tháng thì mà cái một thời hạn cái chừng là nó tự động nứt rồi bể rồi. Cái chất lượng đảm bảo sức khỏe không bằng ngày xưa đâu. Tại vì ngày xưa người ta làm rất là kỹ. Dạ. Men người ta làm rất là kỹ. Cái lớp men này ăn thì khi mà mình đổ cho thức ăn lên dù nóng hay lạnh đều là không có ảnh hưởng đến món ăn của mình. À dạ rồi, hiểu. Vì thế cho nên nhà hàng của Thiền Tâm đặt tên là nhà hàng Cùi Bắp, là dùng những cái gì vừa từ đôi đũa cho đến cách quấn muỗng với đũa trong chiếc lá lá chuối, và dùng những cái chiếc đĩa tô cổ xưa như thế này để đựng, thì sẽ mang cho các bạn một cảm giác là trở về miền quê cũ với những món ăn dân dã. Dạ đúng rồi. Giờ mình đem cái dĩa mà hiện đại lâu quá thì nó bị chỏi. Wow, nó màu đẹp nè. Ồ đẹp quá. Rồi nước rau, nước luộc rau sôi rồi đây. Cho đậu bắp vô trước. Đặng Minh Hoàng, ngon quá. Cảm ơn Hoàng nha. Nhớ ghé nhà hàng Cùi Bắp nha, sẽ được thưởng thức những món ăn này. Rồi. Nhưng tiếc quá, hai ta xa nhau thế.
bà ghé hù cách nhau tới 6 tiếng đi máy bay á. Trời ơi. Anh Minh Hoàng anh ở đâu vậy ạ? Anh cũng ở bên trời Âu ạ. Bác sĩ Vĩnh cũng đang ở bên Ý đó, cách nhau bay cũng 5-6 tiếng giờ bay nhờ. Anh ở đâu ạ? Anh Minh Hoàng ơi, được dịp ghé về Việt Nam chơi thì ghé thăm nhà Thiền Tâm nha, được thưởng thức cũng những món ăn của nhà hàng của bác Thiền Tâm nha. Đây rau sạch của chúng ta, wow xanh luôn. Ý, 3-4 tiếng vẫn xanh, hay quá ha. Nhìn thôi là đã muốn ăn rồi, chỉ là món rau thôi nhưng mà rất là hấp dẫn. Ok, cảm ơn anh Minh Hoàng nha. Đây đậu bắp Trang Trí à. Thớt này chuyên cắt đồ chín đúng không? Để bên này là cắt đồ chín. À, để bên này là chuyên cắt đồ chín. Đồ sống là mình sẽ làm bên kia rồi. À, đồ sống là tách biệt hẳn ra một bên. Còn bên này là đồ chín hết. Vậy mới đảm bảo vệ sinh. Hấp dẫn vậy trời. Ha, chưa anh ơi, là còn trao Trang Trí nữa. Trang Trí thì đây món đơn sơ thì cũng làm đơn giản thôi. Làm đơn giản thôi. Kia. Đây chị Hà. Chị Hà đã múc cái món dưa mắm. Đậu hũ, nước mắm xả ra chén đây. Wow. Ôi trời ơi, nước đúng nghe ực. Đây là nước mắm xả mà bác sĩ Vĩnh cực kỳ thích luôn. Món rau của chúng ta sẽ ăn với nước mắm xả này. Ăn cơm kèm với dưa mắm và đậu hũ. Rồi đi qua xem nấu canh như thế nào. Có món ngà voi chấm ốc khỉ không? Những món đó không phù hợp với xu hướng của Thiền Tâm. Cho nên là chắc chắn là không có món đó rồi anh ơi. Xu hướng của Thiền Tâm là những món ăn dân dã, thân thiện. Những món lành tính hơn. Còn ngà voi và chấm ốc khỉ không phù hợp. Đây là cá lóc, có thể gọi là cá lóc kho tội, nhưng đây là kho trong chảo nhỏ. Nấu canh chưa à? Xác hành chuẩn bị nấu canh. Xác hai loại để bên cá. Đậu bắp chấm chao. Đậu bắp chấm chao thì có người thích chao, nhưng ở đây thì bác Vĩnh thích nhất là món nước mắm xả ớt, cho nên là làm theo thực đơn này để thu hút bác Vĩnh mau quay trở về. Hiện tại bác sĩ Vĩnh đang ở bên Ý rồi, cho nên là bữa cơm gia đình này để nhằm là thu hút bác Vĩnh cũng như là giới thiệu những đặc trưng của nhà hàng Cùi Bắp Thiền Tâm. Đậu bắp ăn cùng với rau lúc nãy Quý hái là đủ loại rau, rau muống này, rau lang này, gì nữa ta, mồng tơi này, rồi gì nữa chị nhờ, rau chay này đó, là ăn kèm với nước mắm xả này. Ui đây nước tương tỏi nấu canh. Ha, canh cải với tôm. Ha, món nào cũng ngon hết, thấy thèm rồi mà không ăn được, chị nuốt nước miếng tươi. Ủa anh Hoàng ơi, anh nói cho thương quá à. Cố gắng về hoặc là Tết về Việt Nam chơi, thưởng thức những món ăn tại nhà hàng Cùi Bắp nè, thưởng thức cái trải nghiệm massage với bùn khoáng Thiền Tâm tại spa của Thiền Tâm, và trải nghiệm khu tắm bùn khoáng thảo dược ngay khu của Thiền Tâm anh nhá. Nhanh còn 15 phút tâm đi. Không còn tâm đi. Nếu kịp mời bác Vĩnh luôn. 15%. Cái cục sạc, chuẩn bị cục sạc lúc mà sạc dự phòng á. Sạc dự phòng. Ở đâu? Chút xíu mình ra ngoài điện. Đây, rau. Này cũng sắp keo rồi nè. Xong rồi, tới ăn xong. Nhất định. Dạ, hoan nghênh anh bạn Minh Hoàng nha.
Chị mấy chị ơi, chị Trang ơi, gọi bác sĩ Vĩnh quay trở về nè. Mọi người đang nung nóng gặp bác Vĩnh nè. Tô múc canh. Ui, tô dễ thương quá à. Chào ba ăn nha. Từ từ thôi, coi chừng đổ. Đổ phỏng người. Trời, nấu cái rau nó xanh mướt luôn ha. Thơm quá à. Wow, này là đủ một gia đình ăn nè. Còn miếng rau kìa. Rồi. Ồ, anh Quốc Anh rất là kỹ. Quý còn tưởng là lấy cái tay mà vừa bóc khăn cho hầm vô, nhưng Quốc Anh vẫn dùng dao. Hoàn toàn là sạch sẽ các bạn nhá. Cho một ít tiêu, hành, tiêu. Wow, canh tôm với cải. Wow, rau sạch thiền tâm. Nào. Ừ. Ra ngoài ngồi đợi đi. Rồi. Ok, bây giờ ra nhà hàng nào. Mọi người ơi, réo bắt Vĩnh đi ạ. À. Giờ chúng ta sẽ ra nhà hàng nha. Đây, chúng ta ra nhà ăn nè. Phương ơi, có cục sạc dự phòng không? Ui, sắp hết pin. Lấy giùm Quý hai cái điện thoại của Quý ở trong này. Ôi, sao hay thế, rau nấu thế mà vẫn xanh tươi. Đúng rồi, ở trong lúc nãy là đã có giới thiệu rồi đó anh. Nước, dùng nước khoáng, nấu thật sôi, cho một ít đường. Thì cái chất đường này nó vừa giúp cho rau vừa xanh, và đặc biệt là giúp cho độ ngọt của rau vẫn được giữ cái dưỡng chất và độ ngọt của rau. Cho nên rau vừa xanh xong là múc ra thì nó luôn giữ được độ xanh, và ăn rau rất là giòn và rất là ngọt. Không có cục sạc ở đây. Cục sạc đây là cục sạc gì? Nhà anh là nhà nào? Nhà này. Chị Hà bảo với Quốc Anh là Phương không tìm thấy cục sạc dự phòng nha. Ồ, vô phòng mình bay mùi thơm ngọt ngào quá nhờ. Ôi, mời bác sĩ Vĩnh nào. Bác sĩ Vĩnh đâu rồi? Đấy. Đây, bây giờ là chỉ còn chờ người nữa thôi. Anh Ngọc ơi, gọi bác Vĩnh đi anh Ngọc ơi. Chọn bên nào? Ồ, phải ra hướng dẫn chứ đâu biết. Ấy, kiếm cục sạc. À, chuẩn bị rồi. Vậy mà đi qua bên kia. Ngồi bên đó hả? Rồi. Vô rồi đó. Ôi sao hay thế, rau nấu thế mà vẫn xanh tươi. À, hay chưa? Wow, bây giờ thì chờ người thưởng thức tài nghệ của anh Quốc Anh thôi. Và đồng thời là mọi người ơi, hãy réo bác sĩ Vĩnh quay trở về nào.
đầy món ăn của chúng ta. Woo! Nước mắm xả ớt. Nãy mình chuẩn bị chuối. Chuối, chuối của Thiền Tông luôn, nó màu đen. Ăn chung với cơm được. À, chuối này ăn chung với cơm được à? Món cá lóc này nữa. Wow. Con ít cười. Thiếu tô canh nữa đúng không? Đúng rồi, thiếu tô canh nữa. Và chờ người nữa thôi đúng không? Đây, đây là những món ăn ngày hôm nay của chúng ta. Dưa mắm, nước mắm xả ớt, rau luộc chấm với nước mắm xả ớt là món mà bác sĩ Vĩnh thích nhất. Đậu hũ chiên. Như bác sĩ Vĩnh nói là muốn giảm cân, thực đơn giảm cân dành cho người mà bận rộn, không có nhiều thời gian để tập thể dục, thì trước khi ăn thì có thể uống một ly nước ép trái cây như dưa hấu, hoặc là uống như bác sĩ Vĩnh là uống nước hạt chia, uống nước hạt é. Sau đó là ăn nhiều rau, ăn một lạng cơm, nhiều canh và một ít đạm. Và một cơm thì bác sĩ Vĩnh ăn rất ít. Và trong vòng 2 tháng bác sĩ Vĩnh đã giảm 5kg. Đối với một người bật rộn như bác sĩ Vĩnh thì cái số ký mà giảm 5kg như vậy là mà vẫn giữ được sức khỏe và tinh thần để làm việc, thì thực đơn này và cái cách ăn này mình nghĩ là các bạn vẫn có thể thực hiện được ngay tại nhà. Ăn xong là một ít trái cây đó, như vậy là giúp chúng ta hoàn toàn no bụng, đủ về chất và đủ về lượng luôn. À, gia đình của chúng ta hôm nay là chỉ chờ thêm cho đủ người, và chúng ta sẽ mời bác sĩ Vĩnh nhìn thưởng thức những món ăn dân dã của Thiền Tâm như thế này, để xem thử là bác Vĩnh ở nước Ý có nhớ quê nhà, nhớ Thiền Tâm không các bạn nhé. Ơi bác sĩ Vĩnh ơi, anh Ngọc ơi, gọi hối bác sĩ Vĩnh đi nào. Đây, để chúng quý hướng ra cửa để xem thử là ai xuất hiện nè. Không nhăn. Wow. Bữa cơm gia đình, mời chủ nhân của bữa cơm. À, đây là anh Hậu, vợ anh đâu rồi? Đây, đây là chị Trang. À, đây là Hân nè. Bữa cơm gia đình này đã được chính tay đầu bếp của anh nấu nè. Các bạn muốn đặt tiệc và các bữa cơm gia đình hoặc là đặt tiệc sinh nhật thì có thể đặt ngay tại nhà hàng của bác Thiền Tâm nha. Gọi giùm đi. Gọi giùm đây nè. Sao? Thì không thấy đâu đâu. Chỗ nào? Đây hả? Phải có mới gọi được chứ. Hả? Thì thấy mới gọi được. Thấy không? Coi mời thôi coi. Thêm.
phải có người mới gọi được nè. Chị Chi Quý mời. Ê dụng này gọi thôi rồi không bệnh đâu. Nhắn tin đi, nhắn nãy giờ luôn không thấy bác Quỳnh đâu. Ơi rồi mọi người thưởng thức và cho ý kiến nha, xem thử là quê của anh nấu ăn như thế nào nha. Đúng rồi, đậu bắp của Thiền Tâm đó, nó ra được bao nhiêu là chị hái được có 3-4 trái thôi. Ăn gì con? Cá không? Cho anh rau rồi. Rau sạch Thiền Tâm. Cho anh rau thôi. Các bạn muốn đặt hàng rau sạch Thiền Tâm thì có thể like chia sẻ video này để cùng thưởng thức các món ăn của Thiền Tâm, cũng như là có thể nấu những món ăn này tại nhà và đặt hàng rau sạch của Thiền Tâm các bạn nhé. Trời ơi, hẹn bác sĩ Vĩnh rồi, bác sĩ Vĩnh đâu rồi? Canh cải với tôm được nấu bằng nước khoáng của Thiền Tâm, nước khoáng này. Đây là đậu hũ chín xả đúng không? Đúng rồi, đậu hũ đã được ướp. Đây là nước chấm của nó đây đúng không? Nước chấm xả ớt đó, nước chấm này là bác sĩ Vĩnh rất là thích luôn. Không thấy bác Vĩnh. Thấy Ngọc không à? Bé Thân ăn được không con? Ngon. Món ăn này là bé nào mà kén ăn rau nhất là vẫn có thể ăn được, vì rau rất là giòn và ngọt. Ồ, cá kho này mà ăn với chuối mình thích xài luôn. Có chuối không ta? Đây, chuối đây. Ủa sao cá lóc ăn với chuối hả? Đây, cá lóc. Cách ăn của bên mình là cá lóc ăn với chuối. Cá kho thường là cá kho hấp dẫn mình sẽ ăn với chuối. Trời. Cái gì vậy? Wow, Minh Ngọc hết sảy. Anh Ngọc ơi, hối anh Vĩnh giùm em với. Hẹn rồi, mình đi đâu rồi? 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi rồi này. Nãy là đang đi anh nó có anh Quang nè. Nó anh Quang gọi bạn anh Vĩnh đi. Đấy. Món ăn của chúng ta như thế này. Wow. Rất là dễ ăn. Rau luộc làm sao mà xanh thế nhỉ? Như lúc nãy đã giới thiệu, rau luộc thì sử dụng thứ nhất là nước khoáng của Thiền Tâm. Thứ hai là khi luộc rau, chúng ta có thể bỏ thêm đường để đường nó giữ chất của rau, giúp cho rau được giòn và tươi xanh. Còn trường hợp như các bạn mua rau ở những nơi khác mà không có đảm bảo dưỡng chất thì các bạn có thể luộc với muối. Còn này thì đảm bảo là rau sạch nhà trồng, Thiền Tâm trồng, cho nên là luộc với đường để giữ chất. Nói đi, nói bác Vĩnh là vô livestream đi, vô Thiền Tâm Facebook Thiền Tâm đi, chứ tự nhiên gọi trên đó là cái gì. Nói bác Vĩnh vô. Bác Vĩnh ơi, anh Vĩnh ơi, vô Facebook Thiền Tâm đi anh, để em mở phiên phát. Vậy mọi người mới nghe được chứ. Nói đi, nói vô Facebook Thiền Tâm đi. Nhanh lên. Đâu rồi? Anh Vĩnh đâu rồi? Chào Thanh Bảo nha. Kêu lên là chim gọi á, đừng có gọi kia cái đó. Chàng kêu lên là chim gọi á. Kêu lên là chim đi, đừng có gọi cái đó nữa. Lên là chim gọi. Bye bye. Thôi đi là chim đi hôm nay. Tắt đi.
Vô live stream nhắc dùng cái nhắc dùng cái hả, đang live mà không chịu vô, tự nhiên vô cái kia là cái gì trời. Cái này không đủ wifi, không có ấy được, không bắt mạng được. Cái này bắt mạng Dũng quá. Vô chưa, bảo vô đi, bấm lên một cái điện thoại. Không có ai chia sẻ cái giùm nữa không? Anh vô trong trang trang lên đó. Với tôm, tôm sau khi đã giả với hạt nêm nấm đông cô, với nước mắm nhỉ, giả nhuyễn với các loại hạt nêm khác thì nấu với nước khoáng của Thiền Tâm, là canh cải, cải là cải Thiền Tâm trồng nên mới ngọt như vậy. Nước khoáng này mình có bán ra ngoài thị trường chưa? Đây nước khoáng của Thiền Tâm đây, hiện tại đã bán bên ngoài thị trường rồi, có thể mua thùng 19 lít hoặc là những chai nhỏ như thế này. Mình có giao tận nơi không? Có chứ, bên mình là ship tận nơi, giao toàn quốc luôn. Ồ vậy. Để bữa sau về nó không xá đặt cái này mới được. Em ăn bữa sau mình đặt cái này mình uống đi. Nấu ăn nữa. Ngon. Rồi, không gọi được nữa. Hả? Gọi trong live stream không biết gọi trong live stream sao? Cái này mình gọi là được không? Vô Facebook Thiền Tâm. Không, đừng có gọi trên này. Không, đừng gọi cái này ngược qua lại. Ừ thì nhưng mà anh phải vô coi đã mới bấm mời được. Vô xem live stream. Đang thêm đó, bấm rồi nè kìa. Yeah, bác Vĩnh. Yeah. Chào, xin chào, chào bác Vĩnh. Chào. Bác Vĩnh. Đây là gia đình đã đặt món tại nhà hàng của bác Thiền Tâm. Đây bác Vĩnh có nhớ những món ăn này không ạ? Đây là cá lóc kho tộ nè. Đây là canh rau cải với tôm, dưa món, nước mắm xả ớt. Đây là đậu hũ. Đang thèm cơm Thiền Tâm. Ôi, chào cô Ba Tỷ nha. Đang thèm cơm Thiền Tâm nè. Em quá đẹp luôn. Người bên cơm Thiền Tâm nha. Đi ở bên đâu nhớ cơm rồi đúng không? À, bác chị Vĩnh đang ở đâu đó? Chào chị Trang nha. Ai đây? À, thầy Quý. Ai đây. Dạ anh hả? Ồ, anh Quang. Ôi, chào Quý. Mọi người chào đang ở đâu nào đó ơi, chào thân ái ơi. Ôi, chào bạn ngoại. Chào bạn ngoại. Chào kìa. Chào. Chào thân ái, nói chào thân ái ơi. Chào thân ái. Chào.
Mọi người đang đi dạo để vô trung tâm mua sắm, tính mua áo về để đi trồng rau. Ủa trời, tưởng mua áo về để tặng chứ, mua áo về để trồng rau hả? Người đang ở đâu vậy? Đang ở Ý, đang đi vào Roma để mà đi trung tâm mua sắm. Ở Ý có gì đặc sản không ta? Có đặc sản gì không anh Vĩnh ơi? Sao? Thời trang. Đây những món ăn này thì bác Vĩnh nghĩ là có cạnh tranh được với ở Ý không ạ? Bác Vĩnh ăn cơm cháy không? Chắc chắn là cạnh tranh được hết. Tại vì các món này đây anh không có hợp. Wow, cơm cháy nè. Ngon chưa, ngon chưa? Cơm cháy. Cơm cháy không? Nhiêm. Đang thèm mấy món ăn của Thiền Tâm nè. Dạ. Hôm nay là đi hái rau nè, rồi lên nấu nè. Rồi, nhem nhem nè. Vâng, bác sĩ Vĩnh khi nào về ạ? Tối nay là bắt đầu về, tối nay là đi 3 tiếng nữa là bắt đầu ra sân bay. Dạ. Rồi. Có mặt ở Thiền Tâm vậy? Bệnh nhân ai cũng hỏi hết nè, khi nào bác sĩ Vĩnh có mặt ở Thiền Tâm? Sáng 30 tháng 10, sáng thứ ba là có mặt ở Thiền Tâm rồi, tại 1 giờ rưỡi sáng là tới sân bay rồi. À, rồi. Ngày ngày sáng 30 tháng 10 là có mặt tại Thiền Tâm rồi. Mọi người nhớ like và chia sẻ video này nha. À, có thể đặt hàng thì mua rau sạch của Thiền Tâm với chiết khấu ưu đãi và free ship tận nhà và miễn phí ship trong vòng 1 tháng nha. Bác sĩ Vĩnh hiện tại, bác sĩ Vĩnh và gia đình cho bà ngoại, cho sếp đang đi trên nước Ý. Đã tìm được hình ảnh bùng vợ áo mới cho bùng khoáng chưa bác Vĩnh ơi? Rồi, tìm cái gì? Tìm hũ đựng bùng á. Theo rồi. Thiết kế nào ạ? Theo thiết kế rất là đặc biệt, nhưng mà cái đó để sau này à. Rồi bí mật rồi. Rồi thôi mọi người tiếp tục đi tham quan và mong là trở về sớm nha. Bữa ăn này là mời bác sĩ Vĩnh nè, nhớ lại để mau chóng quay về Thiền Tâm nè. Đó. Rồi chào bác Vĩnh ha. Bệnh nhân đang hối về mà. Bye bye. Người. Chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Dạ. Cảm ơn bác Vĩnh nha. Đây, chào mọi người đây. Chào. Chào bà ngoại. Chào bà ngoại. Chào thân ái. Chào cô ba nha. Ba. Dạ, chào cô ba. Anh Quang đâu? Có bệnh nhân à, anh Trung đâu? Chào cô ba tỷ nha. Có người đang đặt rau ở bác sĩ Vĩnh Thông nè. Có người đang đặt rau ở bác sĩ Vĩnh Thông nè. Dạ, chuyển thông tin qua liền anh ơi. Hỏi số điện thoại. Chào anh Quang á. Xin tự ý luôn, trời ơi. Rồi chào nha, bye bye. Hẹn mọi người ở kia đợt live stream lần sau vào ngày chủ nhật nha. Chào mọi người. Rồi hẹn sáng 30 gặp bệnh nhân luôn nha, 30 tháng 10. Dạ, 30 tháng 10 gặp lại bác Vĩnh nha.